Trời ơi, sao gốc cây bắn trúng luôn trời. Con cò chà bá luôn anh em. Nửa ký. Trời ơi. Còn cái con. Gãy cánh lên cánh ơi. Mà bị thương rồi đó. Mày không gớt đi. Gớt rồi. Coi chừng chạy nhanh. Nó ăn viên vớt mà chắc không nghĩ sống nổi đâu. Vừa vớt mà. Ôi ôi ôi. Đây là ná SK1 Mini được Sầu Ca Vlog thiết kế. Thân ná được làm từ chất liệu inox 304 không gỉ siêu bền, được cắt theo phương pháp CNC hiện đại nhất ở Việt Nam và được mài gia công tỉ mỉ. Hiện tại mình với anh Cảnh anh em. Hiện tại hôm nay mình với anh Cảnh đi săn tôm hú nè, anh em thấy tôm hú không? Đó, với 3.000 đó thấy không? Ở đây là nguyên một ổ tôm hú mà mấy tháng trời hai anh em mình không thể nào vô được. Thì hôm nay hai anh em đi săn. Cái Sầu Ca đi bắn tôm hú cho anh em coi nè. Gái nè. Chết rồi. Chết rồi. Kìa. Được, được, vô được. Bắn. Chúng một lần, chúng một lần rồi. Còn hai con bên kia nữa. Rồi, ngay đầu rồi. Bỏ đi, bỏ đi. Còn hai con này nữa nè anh. Ngoài đó đó. Được còn nữa anh em ơi. Đây, Sầu Ca kiếm đường lụng cho anh em coi. Mới nói anh em là vô ổ mà. Thì hôm nay hai anh em mình sống chuồng. Nên đi săn mớ về nhâm nhi anh em ơi. Này. Sầu Ca leo được rồi nè. Đó, nó còn nữa kìa anh em. Đây là tôm hú ổ nha anh em. Đây, bữa nay sổng chuồng. Đây. Con đầu tiên của hai anh em mình. Hèn hồn vậy luôn. Anh em muốn coi mà tôm hú nó mập á. Muốn coi mà tôm hú nó mập hay không mập á, nó ốm á. À, anh em á, nhổ lông chỗ này nè. Đó, này nè, chỗ đít này nè. Đó, anh em nhìn nè, nổi nè. Chỗ này trắng mà mỡ không mà chính là nó mập nè. Còn chỗ này mà xương không mà ốm. Quá gì mà anh em ơi. Rồi, đợi tiếp, đợi tiếp. Sao ngồi lùm ngồi đó ba? Con tôm hú đáp vô bồ chè này nè. Khùng quá. Nãy đây ba con, ba tôm hú mà hai được con à. Bay à. Thì ba con luôn trời. Nãy có nãy ra đó hai con mà anh không thấy hả? Ra rồi anh thấy anh chạy rồi đó, nó bay đó. Đây con nè, ở đây con đó, con coi sặc em là em bắn gớt con lùm nè. Ba con thú đen. Còn hai con thú máy trong đó đó, mình không ra. À, lâu lâu vô đi ổ sướng thiệt trời. Thôi lùm ra đi anh. Thôi. Ta tình hình là được một con thú hú nghe anh em. Ở cái địa điểm này thì bị đốn bớt cây rồi anh em ơi. Thì được có con à. Sầu Ca hạ con bắn nổ lưng. Bị 8 bắn nổ cái này nè. Bắn tầm ngang nha anh em. Bắn ngang rồi nổ đây rồi nó bị liệt.
nó mập chà bá nện luôn nè, cầm đi đó, im rồi đó, con đầu tiên của hai anh em mình đó. Rồi hỏi có gì nữa rồi. Cảm thấy, cảm thấy con thú này hơi hơi nhát nè, hơi nhát á, hơi nhát không kêu luôn, con này hơi nhát, nó lợi mà nó không kêu, đậu xa quá sao cả bắn hụt à. Vô đây nè, vô lùm rồi, nó lùm đi khó tìm, con này hơi nhát, vô đây vô, đâu nhá, rửa hả? Nghe. Em đang vô kiếm mà. Em đang vô kiếm mà nghe cái bóc. Rồi xong rồi, cảnh bắn chúng nó ôm bi đi luôn rồi. Em đang vô kiếm đó mà. Nó hơi nhát hết nè. Ừ. Nó đi đi tiếp bên đây. Anh em ơi, ôi giời. Ây da, đúng rồi đúng rồi, con bông đậu trên đầu anh không thấy anh cảnh ma, trời trời, tôi bay vô trong gốc cây nè. Ây da, được con anh em. Gần lâm luôn kìa. Gió qua không hay luôn. Đâu kêu đâu. Bắn gần lâm thấy không? Gần lâm đuôi. Nó dở dư trời, qua không hay hay nói chuyện gì. Trời, nguyên ức luôn trời. Ôi là trời. Má nguyên ức luôn trời. Nấp vô bên cảnh cái này nè, sao vô được, có được không, làm được không?
Thằng Khải nó bắn rớt con vô đó nè. Á đầu giữa đường này nên bắn khó quá. Xe quá trời xe. Gãy cánh anh Khánh ơi. Lẹ lẹ anh Khánh. Rồi xong. Một con nữa anh em ơi. Ê còn đánh này, cái đường anh. Hai viên mà chưa suy nhê. Rồi ngay đầu rồi. Còn ở trong nữa anh Khánh. Sâu ca làm được con nữa nè. À đã thiệt. Núp vô, núp vô. Con này đai rồi, con này còn sống nè, cho nó đây luôn em. Rồi xong đi. À, xảy con rồi. Anh Khánh bắn hụt. Ở đây có hai con mà làm được con à. Đây, sao cả là cái móc rồi nè. Hờn quá, con này là móc được. Mới màu về chiều anh em nhâm nhi rồi. Rồi xong. Dạ. Yeah. Chưa, đang lụm tôm hú mà.
được mà nó bung ra. Còn nữa. Còn hũ nè. Bắn ba con gì vậy ba? Được con nữa nè mày. Tiếp tục. Đã. À, tôi hú gần 30 mét nữa. À, khôn dữ chứ. Trúng luôn trời. Từ nó ra, từ nó ra. Gốc cây giống trúng luôn trời. Nó bị thương rồi đó. Coi nó bị thương rồi đó. Văn lòng rồi nè em. Bài lông luôn. Nè vô đây nè. Mày không gớt đi. Kìa, gãy cánh kìa. Nhảy đó. Để lỡ nó qua xong rồi đi dục đó. Chúng nhìn cây nữa. Nó qua xong rồi mất luôn đó. Rớt rồi. Coi chừng chạy nhanh. Nó ăn viên dược mà chắc không nguy hiểm sống nữa đâu. Vừa dược mà. Còn con nữa, còn con đen em mắng đổ lông bay rồi. Đen đậu lớp mắng hụt trời. Quá tiếc. Con này ăn nhanh hơn. Con này trúng nè. Rồi. Tiếp. Má vừa ức luôn thấy không? Được con nữa nè mà. Chiều về mưa. Này con hũ đen nè. Con này nãy sầu ca bắn. Sầu ca bắn nó bị thương. Đó, nó bị thương nằm đây nãy giờ mà anh không thấy hả? Kìa, đọt kìa. Đồ bị thương nằm đây nãy giờ không thấy hả cha? Kìa, nó bị thương kìa. Nó đọt đó. Nó bị thương rồi đó. Nó đậu sùi sùi mà. Rồi về nè mọi người ơi. Đi được chút xíu mà hai anh em mắc mưa rồi, chú mưa xong rồi bắt đầu đi săn được chút xíu. Nãy thôi được 5 con rồi. Hôm nay đi săn được nhiêu đây? Rồi cho anh em coi nè, đây nè. Bài đây nè anh. À, tôi có bành bành không ra. Thế này thoát được chút xíu anh em. À, thì hai anh em đi. Hôm nay sầu ca bắn cây heo chip chip nghe nè. Heo chip. Im chưa? 4 con tôm hú. Có 4 con à, chứ nhiều. 4 con đựng ký rồi đây. Về có mồi đó. Nãy tính sinh tồn mua mì tôm mà anh em ăn luôn rồi. Con này tội nhất. Con này ăn 2-3 viên. Trời ơi, nhìn con cuối cùng này nè. Cái ớt, cái gì chồng, cay. Anh coi có mập không cánh? Cái ớm gì? Giờ hai anh em mình chứ, 4 con này review okay. Cho anh em 4 con này là uống đâu thì mùi luôn rồi. Dạ, nay đi theo bồi đó nha anh em. Bắn cảnh. Không được chỉ cho anh sáng chích mũi vaccine. Đơ đó giờ bắn không được cái gì hết. Anh cảnh chích mũi vaccine xong anh đơ trơn. Rồi. Dạ anh em mình chụp hình xong anh em này về. Rồi, anh em muốn mua thun thì liên hệ số điện thoại trên màn hình nha anh em. Hôm nay săn nhẹ được nhiêu đây là quá im rồi. 4 con này cả ký rồi. Anh cảnh thì bắn cây không lồng chạc của sầu ca luôn nè.
Rồi chào tạm biệt anh em nha, nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ anh em.